một chiếc phà cũ kỹ bị chìm tại vùng biển Big Sur, tin từ Big Sur. Một tai nạn hàng hải xảy ra hôm thứ Sáu tại vùng biển gần thủ đô Big Sur, quốc gia Guinea. Theo tin tức báo cáo sơ khởi, hơn 25 người bị chết đuối và khoảng 75 người còn lại nằm trong danh sách bị mất tích. Một chiếc phà gỗ hoạt động lâu năm đang với 97 hành khách đang hiện diện trên phà tiến về hải cảng Big Sur từ đảo Polama. Nhưng chiếc phà bằng gỗ cũ kỹ đã chứa quá tải hành khách, tàu nghiêng dần và chìm xuống biển. Theo tường trình từ cơ quan điều tra địa phương, vẫn không biết con số chính xác bao nhiêu người đang hiện diện trên chiếc phà định mệnh, nhưng con số 22 dân chúng bị chết đuối đã được xác định. Giám đốc điều hành bệnh viện Simão Mendes, bà Lassana, trả lời tới báo chí địa phương rằng con số 22 dân chúng bị chết đuối sẽ không dừng ở đây. Bản thân bà Lassana lo sợ con số chết đuối này sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới vì con số ít nhất 75 thường dân nằm trong danh sách bị mất tích. Quốc gia Big Sur, Guinea nhỏ bé nằm trong danh sách một đất nước có nền kinh tế chậm tiến nhất thế giới. Big Sur, Guinea tuyên bố độc lập và không còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha vào năm 1974. Các phương tiện di chuyển bằng đường biển trở nên nguy hiểm và khó khăn vì các phương tiện di chuyển đều là nghèo nàn và cũ kỹ.